Vâng, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Cô chủ shop sẽ test cho quý vị và các bạn nghe chiếc đài Sharp GF-919. Và cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đang test ở đây là phần cửa băng số 1 ạ. Cửa băng số 1 đây ạ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm ạ. Vui mùa ký trông trông duyên dáng em chào. Chôm chôm ngọt như là tiếng sao, anh ăn vào nghe nhiều xuyên sao, thương con và mỹ thuận là sao. Ô em bán chôm chôm nhan sắc hoa khôi, anh đây vốn đơn côi nên muốn chôm chôm ngọt mơ tình lứa đôi, câu em mời tươi hồng cánh môi, lên con pha mỹ thuần mà vui. Tuy bên ngoài e ấp mắc cỡ, nhưng trong lòng như đã gắn bó. Chôm chôm mùa sau chín hãy nhớ, anh cau trầu cho nàng làm dâu. Bao năm tháng bon chen nay ghé thăm em, sao không thấy chôm chôm em gái xưa quê. Anh đi tìm có người báo tin, chôm chôm vườn bây giờ vắng tênh, em qua pha theo chồng về kinh. Anh đi xuống Tây Đô qua bám hôm nào, vui mùa ký chôm chôm duyên dáng em chào. Chôm chôm ngọt như là tiếng dao, anh ăn vào nghe nhiều xuyên sao, thương con pha mỹ thuận làm. Vâng, thì đây là ở phần cửa băng số 1 hoạt động hoàn ảo nhé. Còn đâu cô chủ shop sẽ test phần cửa băng số 2 để quý vị và các bạn cùng nghe và test phần radio nữa ạ. Hoàn hảo từ công tơ bé nha. Vâng, phần nhạc sôi động thì con chủ shop sẽ cho lớn volume một chút hơn so với phần test âm bên cửa 1. Tất cả thì hoạt động hoàn hảo từ A tới Z luôn ạ, rất là hay. Có thể nghe trầm ấm và nghe sôi động thì mỗi cuốn băng nó có một vẻ một chất âm khác nhau, nên là quý vị và các bạn tùy thích nghe bản nào, bản trầm ấm hoặc là bản sôi động thì cũng đều ok ạ. gì? Eh bien, par exemple, đây là phần radio nhé. Bên cửa hàng thì chỉ bắt được AM thôi ạ. Phần FM thì bên cửa hàng không bắt được. Do điểm không bắt được ạ. Còn đây là tại thời điểm này thì đã hơn 11 giờ đêm rồi, nên là còn phần radio tiếng nước ngoài thôi sao ạ? Vâng, vậy quý khách hàng mà có nhu cầu mua sắm chiếc đài này thì liên hệ trực tiếp với cô chủ shop qua số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt ạ.